Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời đất ơi, công nhận á là hôm nay mình làm việc nhiều dễ sợ luôn á. Thôi, bây giờ mình nghĩ là chắc là mình phải cố gắng làm nốt xong cái đống thổ ruộng này, rồi sau đó kiếm tiền, rồi đem cái đống lúa này ra ngoài huyện bán kiếm tiền, còn mua đồ mới cho Simmy nữa. Miễn sao Simmy vui á, là mình làm việc nhiều tới đâu cũng không sao hết trơn á đó. Làm việc tiếp nào. Mày ơi, con. Ủa Sim, ra đây làm gì vậy Sim? Tôi đem nước cho ông nè coi. Nè, nước của ông đây nè. Ô trời đất ơi, cảm ơn Sim nhiều nha. À trời đất ơi, thoải mái thiệt luôn á. Ủa, nhưng mà sao chưa nắng như này á, bỗng chưa vô nhà nghỉ ngơi đi mà còn đi ra đây chi vậy? Ở ngoài đây nắng nóng lắm á. Trời ơi, tôi đem nước ra đây cho Vũ không được hả? Tôi thấy ông cũng cực khổ, gọi là cày cuốc các kiểu, tôi lo cho ông chứ bộ. Ủa, mà ông cày cuốc từ sáng giờ ông có mệt không? Cứ tôi đấm lưng không? Ai, cày đâu có mệt gì đâu. Bây giờ cai phải cố gắng làm việc để còn lo cho Sim nữa, lo cho cuộc sống của chúng ta nữa chứ. Trời ơi, ông nói gì tôi ngại chết rồi. Thôi, ông cứ làm việc ở đây tiếp ha. Tôi đi vô nhà tôi nấu ăn, được không? Thôi, chị Sim vô nhà nấu ăn đi, để cai làm việc tiếp nha. Rồi, ok. Trời ơi, sắp trưa đến nơi rồi, mặt trời nó sắp lên đỉnh mông rồi mà vẫn còn chưa dậy là sao? Dậy mau! Ôi trời ơi, cái gì vậy mẹ? Tính ra là con đang ngủ trưa mà, sao tự nhiên mẹ lại kêu con dậy? Ngủ trưa cái gì mà ngủ trưa, con ngủ trưa từ tối hôm qua đến giờ hả? Hay, mệt mẹ quá à. Tính ra là con mới vừa ăn no, xong giờ con đi con nằm ngủ tiếp thôi. Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, tự nhiên mẹ la con. Trời ơi, tuổi ăn tuổi lớn kiểu gì? Tuổi ăn tuổi lớn là người ta đi hoạt động này, đi giúp đỡ ba mẹ này, đi gặt lúa này, nhổ cỏ này. Đâu có phải tuổi ăn tuổi lớn là ăn xong rồi ngủ đâu. Ủa, vậy chứ bây giờ rốt cuộc mẹ muốn con làm cái gì? Con ra ngoài kia mà học hỏi Chiron kìa. Chiron vừa là bạn thân của con, vừa là hàng xóm của chúng ta. Mà Chiron giúp đỡ mẹ, ba mẹ của Chiron bao nhiêu việc, làm nào gặt lúa này, chăm sóc bò này, chăm sóc gà này. Trời ơi, được bao nhiêu việc mà con có giúp mẹ được cái việc gì đâu. Ủa mẹ nói gì kỳ vậy? Tính ra là tại vì nhà Chiron, nhà ổng nghèo thì ổng phải đi làm việc thôi. Còn nhà mình giàu thì mắc mới gì mình phải cần làm việc. Con suốt ngày đi chơi vậy thôi, cần gì làm việc đâu, nhà mình giàu mà. Giàu đâu mà giàu, có hơn được ai đâu. Mà con á là cái tính lười biếng, mà lười biếng á là không tốt đâu nha. Con á, ngay bây giờ con phải ra ngoài kia làm việc và gặt lúa cho mẹ. Trời ơi, mẹ hết thương con rồi, tự nhiên giờ mẹ bắt con đi gặt lúa làm việc là sao, con không làm đâu. Thôi, bây giờ con mà không đi làm việc là mẹ đánh đòn nghe chưa? Đây, chọn đi, hoặc là bị mẹ đánh đòn, hoặc là đi ra ngoài làm, chọn nhanh. Dạ, được rồi, con ra ngoài làm việc là được cái gì? Mẹ suốt ngày đòi đánh con à. Ai, mệt quá à. Tính ra là đang ngủ trưa mà mẹ bắt mình ra ngoài trời nắng như thế này để làm việc thì là sao trời? Ra ngoài trời nắng vậy là da mình sẽ đen thui y như cây râu luôn á. Ôi trời, bực quá à. Thôi được rồi, nếu như mẹ muốn con đi làm việc thì làm việc thôi. Đi làm thôi. Ai, trời, bây giờ biết phải làm việc gì bây giờ? Ủa, hình như cây râu kìa. Ê, cây râu ơi. Cái đó anh. Ủa ai ạ? Ủa Phong Cận hả? Ủa sao lại tiên dẫn ra đây chơi vậy men? Ra đây chơi cái gì? Nếu như mà được đi chơi thì tốt quá rồi. Mẹ tôi bắt tôi là phải ra ngoài đây để kiếm việc làm. Làm việc phụ ông nè. Có việc gì làm không? À ra đây làm việc hả? Trời ơi nè, xuống đây nè, xuống đây làm ruộng chung với tôi nè. Làm ruộng cũng vui lắm á. Thôi trời ơi, nghĩ sao vậy? Ở bên dưới ruộng tàn là đĩa không à. Xuống dưới đó rồi bọn nó hút máu tôi sao, ghê lắm. Rồi kiến cắn rồi mũi chích nữa. Rồi trời nắng như thế này á, xuống dưới đó đen da tôi hết. Bây giờ tôi với ông đi kiếm chỗ nào đó đi, mình đi chơi đi ha. Thôi đi chơi cái gì, bây giờ tôi còn phải tập trung kiếm tiền để còn lo cho cuộc sống nữa chứ đâu có thời gian đâu mà đi chơi. Thôi cứ làm việc làm quyệt hoài à, thôi đi chơi với tôi đi mà. Thôi tôi không đi đâu, thôi không đi đâu nha. Ai, trời vậy thôi tôi xuống làm việc với ông luôn, chứ không làm việc thì mẹ tôi quýnh đòn tôi thì sao. Thôi. Ôi trời ơi là trời, trời nắng muốn chết luôn á. Từ nãy giờ làm việc được 5 phút rồi á Kai. Hay là bây giờ mình vô nghỉ ngơi đi Kai ơi.
Cái gì mà 5 phút vô nghiêng ơi. Trời đất ơi, tính ra nãy giờ ông làm không gì nhiều luôn á. Bây giờ trồng lúa thôi, ông cũng chưa biết trồng nữa mà ông mệt rồi hả? Thôi, tính ra từ nãy giờ tôi hái được 2 cọng lúa luôn rồi đó. Trời ơi, có 2 cọng lúa à. Ông nhìn tôi nè, cả ngày tôi phải đứng ở ngoài nắng để tôi làm việc nè. Thôi, mệt ông quá. Nếu như mà ông thích làm việc á, thì ông làm việc mình ông đi. Tôi vô tôi nghỉ ngơi đây, tôi làm nãy giờ mệt rồi. Thôi, vô nghỉ. Ok, ok. Đúng là cái đồ lười biếng này. Thôi, trồng lúa tiếp mới được. Ai, trời ơi, làm việc mệt quá. Ê, Phong ơi, Phong ơi. Hả? Phong ơi. Cái gì cái? Làm xong hết trơn rồi nè. Đó, bây giờ tôi làm xong hết trơn rồi nè. Bây giờ tụi mình chỉ cần đẩy 2 cái xe lúa này lên huyện bán thôi là được rồi đó. Ủa, mới đó mà làm xong rồi hả? Quá trời lúa luôn ha. Thôi bây giờ cai đem đi bán đi chứ tôi không bán đâu, mệt lắm. Trời đất ơi, ông cứ nghe lời tôi đi. Cứ đẩy 2 cái xe này lên huyện bán. Hơi bị nhiều tiền luôn á. À, với số tiền đó có thể mua được rất là nhiều đồ ăn luôn. Hả? Cái gì? Mua được đồ ăn á? Ồ, đã vậy hả? Được được, vậy bây giờ tôi với ông mỗi người một xe đem lên huyện bán ha. Có gì chia tôi nửa cái... tiền với được không? Cũng được, trời đất ơi, dù sao ông cũng đang đi kiếm tiền mà. Ok, được, 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 đi 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 đi. Ôi, trời ơi, Kairon ơi, tôi mệt quá à. Từ sáng giờ đẩy xe lúa mệt chết luôn á. Kai ơi, có cách nào không? Trời ơi, cố gắng đi. Bây giờ mình chỉ cần gọi là đẩy cái xe này qua bên cái ngọn núi này thôi là chúng ta đến được cái làng tiếp theo rồi. Ôi trời ơi, phải qua hết một ngọn núi lần hả? Tôi mệt lắm rồi đó, tôi không làm tiếp được đâu. Cố gắng lên, trời đất ơi, chúng ta phải kiếm tiền thôi. Yeah. Ờ, chị ơi, chị ơi, chị cho em bán lúa với chị ơi. Ờ, ủa, Kairon đó hả? Trời, hôm nay lại đi bán lúa đó hả? Dạ đúng rồi đó chị, hôm nay em có 2 xe lúa, chị coi sao rồi tính tiền giúp em nha. Ai, chà 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 chà, hôm nay có tận 2 xe lúa cơ à? Mà cũng đầy phết nha. Từ từ chờ xíu để chị tính tiền xem là ok, lần này chị sẽ gửi cho em là 20 viên kim cương nha. Này em cầm nè. Đó, còn wow. Để lại lúa cho chị. Trời ơi, em cảm ơn chị ạ. 20 viên kim cương, nhiều dữ. Đó đấy chưa, tôi nói với ông rồi mà, chăm chỉ làm việc á chắc chắn sẽ được tiền thôi. Wow. Ai, được rồi, vậy thôi. Tụi em cảm ơn chị nhiều nha. Bữa sau em lại ghé. À, ok em, bữa sau nhớ lại bán cho chị tiếp nha. Dạ dạ em biết rồi. Thôi dạ. Mình về Phong ơi. Em chào chị ạ. Thôi giờ về Kai ơi, có tiền rồi. Có tiền rồi. Hay ơi Kai ơi Kai. Kai ơi, tính ra là bọn mình kiếm được nhiều tiền ghê luôn á. Hay thì tôi nói rồi mà, chỉ cần chăm chỉ làm việc thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Hay trời ơi, vậy bây giờ 20 kim cương này bọn mình phải chia sao đây? Ờ thì bây giờ ông cũng làm việc thì bây giờ chia một nửa đi. Ông 10 viên kim cương còn tôi thì 10 viên. Ờ 10 viên hả? Ok được được. Ủa mà ông tính làm gì với 10 viên kim cương này? À 10 viên kim cương này hả? Chắc là bây giờ tôi sẽ ghé ngang cái tiệm đồ may vá để tôi mua cho Simmy một cái bộ đồ mới được. À mua đồ mới cho Simmy hả? Hey, tính ra từ sáng giờ mình cũng làm việc mệt mà ta. Tại sao phải chia một nửa chứ? Đáng lẽ là nếu như mình làm một mình á thì đống kim cương này đã thuộc về mình rồi. Hey, đáng lẽ là có 20 kim cương rồi, tại sao phải chia cho Kairon một nửa chứ? Bây giờ làm cách nào để có thể lấy được hết đống kim cương này đây? Đống kim cương này nhất định phải thuộc về mình. Thôi bây giờ không có còn gì nữa thì tôi về trước nha. Ê khoan Kai ơi, bây giờ anh em mình đi kiếm chỗ nào đó ngắm phong cảnh một tí đi. Chứ từ sáng giờ anh em mình làm việc nhiều rồi, mệt muốn chết luôn á. Kiếm chỗ nào đó anh em mình đứng tâm sự với nhau, ngắm cảnh một tí, hóng mát, hiểu không? Cũng được, vậy tụi mình đi hóng mát tí đi. À ok, đi, đằng sau lưng ông có ngọn núi đẹp quá kìa, qua đó đi. Qua đó. Ok. Ui, đừng. Trời đất ơi, ở ngay đây có nguyên cái hố luôn nè, coi chừng đó nha. Ôi trời, cái hố sâu dữ ta, xém nữa là té xuống đó rồi. À, cái hố sâu như thế này, nếu như mà rơi xuống dưới là coi như là không về nhà được luôn. Nhưng mà làm như vậy có ác quá không nhờ? Nhưng mà đến tận 20 kim cương lận ba. Nếu như bây giờ mình không làm thì mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được kim cương nhiều đến như vậy đâu. Được rồi. Ờ, Kai ơi, Kai, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ á, ở chỗ này có cái hố sâu á, chắc mình không nói chuyện được đâu. Thôi bây giờ nào bọn mình đi về nhà đi. Nhưng mà trước khi về nhà, ông đưa kim cương đây tôi giữ giùm cho. Ủa nhưng mà tôi tự giữ cũng được mà. Thôi, ông là cái người rất là hậu đậu, ông lúc nào cũng gọi là làm rơi đồ hết á. Ông đưa đây tôi giữ giùm cho. Kim cương là tiền đó, không có nào mà để làm rơi được đâu. À, vậy cũng được, thôi vậy ông giữ giùm tôi nha. Ok, tôi giữ giùm cho. Ủa mà Kai ơi, tôi nói ông nghe nè, hồi nãy tôi thấy ở bên dưới cái hố nó có cái gì á, ông xuống ông coi thử đi. Ủa đâu, cái hố nó có gì đâu. Có nè. Ủa tao đâu thấy gì đâu. Chết nè. Phong, ông làm cái gì vậy hả Phong?
Làm cái gì hả? Có như vậy mà cũng không biết sao? Ta vừa đẩy ngươi xuống dưới để ta chiếm hữu hết kim cương chứ làm cái gì? Cái gì? Chỉ vì một ít kim cương mà ông lại đối xử với tôi như vậy là sao hả? Ông còn lương tâm không hả? Lương tâm hả? Lương tâm là cái gì? Có ăn được không? Kim cương á thì ta có thể mua được rất là nhiều đồ. Ta giàu to rồi. Còn bây giờ thì ta về đây. Ngươi ở bên dưới đó mạnh khỏe nha. Đứng lại, đứng lại. Phong ơi, tại sao lại làm như vậy à? Phong. Trời ơi, ở dưới đây lạnh quá à. Có ai không? Cứu tôi với. Sim ơi, mọi người ơi, có ai không? Cứu tôi với. Đói quá, lạnh quá. Chắc là mình không thể nào qua khỏi rồi. Và thế là bởi vì lòng tham nên tên Phong Cận xấu xa đã quyết định bỏ lại người bạn Chiron của mình ở trên ngọn núi lạnh lẽo và lấy hết kim cương về nhà một mình. Và liệu rằng tên Phong Cận xấu xa, hắn ta có bị trừng trị về tội tham lam của hắn ta hay không? Và Chiron sẽ như thế nào? Hay, đã 10 năm rồi, không biết tên Chiron bây giờ đã như thế nào rồi ta? Phải lên kiểm tra mới được. Hay, để kiểm tra coi hắn ta có còn... cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Bộ xương! Trời ơi, đừng đuổi theo tôi nữa mà, Kai ơi, tha tôi lần này đi, Kai! Ơi, làm ơn đi! Đừng có nói gì hết! Trời ơi, làm ơn tha tôi đi mà, Kai ơi! Trời ơi, Kai ơi, tôi lạy ông luôn á, ông làm ơn ông tha tôi đi mà. Lần đó là do tôi quá tham lam cho nên tôi mới hãm hại ông. Ông tha cho tôi lần này đi, tôi không dám vậy nữa đâu. Ơi, có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì, ông làm ơn tha tôi đi mà. Tôi có cách khiến cho ông có thể giàu có. Hả? Cái gì? Ông có cách giúp cho tôi giàu có á? Nhưng mà giàu bằng cách nào? Tôi là một bộ xương biết nhảy và biết hát. Tôi sẽ là người nhảy và hát, còn ông sẽ là người nhận tiền. Ha, tính ra là từ trước đến giờ trên đời này làm gì mà có một cái bộ xương nào mà biết nhảy biết hát đâu. Mà bây giờ ông biết nhảy biết hát. Tính ra nếu như vậy thì mình có thể biểu diễn xiếc được mà. Vậy thì mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Cái này coi bộ là thú vị nè nha. Đúng rồi, màn trình diễn bộ xương biết múa, biết nhảy, biết hát. Nghe có vẻ lạ đó. Chắc chắn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Thôi, bây giờ ông hãy cho tôi đeo ông. Ông sẽ có được tiền. Có vẻ hợp lý đó, hợp lý đó. Nếu như mà bây giờ ngươi đi theo ta, thì ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Rất rất là nhiều tiền luôn. Được rồi, ngươi hãy đi theo ta đi. Và bởi vì Phong Cận đã có được một bộ xương biết múa, cho nên hắn ta đã đem bộ xương này đi đến rất nhiều ngôi làng để biểu diễn màn trình diễn bộ xương biết múa. Rất là nhiều người dân thích thú về điều kỳ lạ này. Và bắt đầu Phong Cận và bộ xương này đã trở nên nổi tiếng. Và cuối cùng tin đồn lan xa, đức vua đã nghe được Phong Cận là một người có thể điều khiển được một bộ xương biết nhảy múa và biết hát. Nên ngài ấy đã mời Phong Cận về lâu đài để biểu diễn cho đức vua xem. Này tên kia, ta nghe đồn là ngươi có thể có khả năng điều khiển một bộ xương biết múa. Ngươi hãy mau trình diễn cho ta coi ngay. Dạ, thưa đức vua, tôi sẽ làm ngay. Cái, bây giờ bọn mình vào được trong lâu đài của đức vua nè. Bây giờ á, ông hãy đứng dậy, ông nhảy cho vua xem đi. Ông chỉ cần nhảy được ha, là vua nhất định sẽ thưởng tiền cho tôi. Lúc đó tôi với ông giàu to luôn á, Cái ơi, nhảy đi. Ủa, Cái, nhảy đi. Anh kia, nhảy nhanh lên, sau nãy giờ ngươi chuẩn bị gì lâu dữ đây, ta đang nóng ruột lắm rồi nè, nhảy đi. Cai ơi, trời ơi, tỉnh dậy nhảy nhanh đi, không thôi là đức vua chém đầu tôi á. Nhảy đi Cai, tại sao lại không nhảy, nhảy đi. Kính thưa đức vua. Trời, bộ xương biết đứng nhảy luôn rồi kìa, trời ghê quá vậy. Ủa? Kính thưa đức vua, tôi tên là Chiron, tôi muốn kiện tên Phong Cận này. Bởi vì hắn ta chính là kẻ đã thảm hại tôi vào 10 năm trước. Hắn ta chỉ vì một chút lòng tham, một chút viên kim cương mà đã sẵn sàng ra tay thảm hại tôi ra nông nổi như thế này. Cho nên ngày hôm nay tôi xuất hiện ở đây, xin đức vua hãy trừng trị tên Phong Cận này. Ngươi nói cái gì vậy hả? Hả? Có thật là như vậy không? Cái tên này chỉ vì một ít kim cương mà sẵn sàng hãm hại luôn cả bạn thân của mình. Lần đầu, lôi ra kia trừng phạt cho ta.
Đức vua ơi, tha cho con lần này đi Đức lên vua ơi. Đức vua, con kia, đi dạ. Ta. Ê, đừng mà, đừng bắt em, mày. đừng bắt em mà, dạ. Anh vẫn thương mong anh. Tha cho con đi vua ơi. Cảm ơn Đức vua vì đã minh oan cho tôi. Còn bây giờ tôi có thể ra đi được rồi. Cảm ơn ngài. Và thế là tên phong cận tham lam đã bị đức vua vĩnh viễn nhốt vào ngục tù. Còn Chiron đáng thương thì cuối cùng cũng có thể ra đi thanh thản. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta một bài học về sự chân thành giữa tình bạn và tình bạn. Và đó cũng là lời nhắc nhở cho con người đừng bao giờ tham lam vì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hello team!